Chuyện lính chiến trường ca Tác giả Nguyễn Tuấn Cựu chiến binh lính trinh sát Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 29, Sư đoàn 307 Phần 11 Khánh sách người cao lớn, miệng rộng, cằm bạnh dữ tận lại thêm cặp mắt sách ngược như hổ tướng Trương Phi. Tính tình rất nóng nảy, cũng do nóng nảy nên bị đẩy xuống C5. Câu chuyện cũng không có gì to tát, chỉ tại dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn giữa đồng hương mình với mấy lính bộ binh của C7, làm náo loạn cả đơn vị. Nên bị ông Trương, chính trị viên C7, tức lắm, liền viết điện báo cáo về tiểu đoàn và đòi thay trinh sát mới. Tôi và Đức Cầm phải lên Sanda thế chỗ cho Khánh Sách và Trần Hải về nhận công tác khác. Hai thằng bị điều đi hai nơi. Trần Hải bị điều về trung đoàn bộ, đi học tiếng miên, rồi không hiểu sao bị giữ lại, làm cán bộ bảo mật trung đoàn. Suốt ngày quần là áo lượt, mặt láng da trơn, tóc tài bóng bẩy. Điều đáng buồn là không được gác sách và tuần phục gì nữa. Đời binh nghiệp giờ đây chuyển thành anh phóng văn lĩnh cho đến ngày cầm giấy ra quân. Còn Khánh Sách về bộ binh C5 để củng cố thêm cho đại đội một nhân tố mới. Nếu so sánh giữa trinh sát và bộ binh thì ngang nhau. Ở trinh sát vẫn phải đi tuần, đi phục. Gặp địch vẫn phải vận động cận chiến như bộ binh. Bộ binh còn có lúc đi giữa, đi cuối. Còn thằng trinh sát thì khác. Toàn đi đầu. Có khi đi lẻ năm ba thằng vào sát đường biên, nắm tình hình địch. Nếu gặp địch, đội hình mỏng, chỉ còn cách kháng cự rồi chuồn, đầu dám vận động tấn công như lính bộ binh. Lúc đầu về bộ binh, có vẻ bất mãn lắm, cáo ốm suốt, hắn cứ nằm dài chùm chăn, anh em trong đại đội cũng thấu hiểu tâm lý của những thằng lính bị đẩy xuống tầng đáy này, nên mặc kệ, bình y tá xuống kẹp nhiệt kế, thấy vẫn sốt, toàn sốt cao 39-40 độ, tiểu đội mang cơm về, hắn nhất quyết không ăn. Mang cháo đến thì húp vài thìa, tôi thỉnh thoảng qua c năm chơi thấy ái ngại nên hỏi nhỏ sơn lọ khánh sách ở trinh sát khỏe như voi sao về đây ốm đau chiến miên vậy nó không ăn uống gì sống sao nổi sơn lọ ghé vào tai tôi lúc vắng người tao vẫn dúi cho nó ca cơm đầy ú ụ mày khỏi lo dù cáo ốm mấy rồi cũng có ngày bị lộ một hôm mấy thằng đồng hương thân cận với khánh đi vắng hết đói quá không chịu nổi chống gậy xuống nhà bếp bếp anh nuôi vắng tanh không một bóng người nhìn xuống đáy son quân dụng vẫn còn tảng cháy giòn tan vàng ươm nhìn mà ứa nước miếng khánh vội vứt gậy hai tay bốc hai miếng cháy nhảy ao xuống giao thông hào lom khom chạy về tiểu đội chùm chăn nhai rồm rộp ngờ đâu thằng huỳnh bé anh nuôi người quảng ngãi nhìn thấy nó rêu rào khắp đơn vị đa dề mà đa hưa te cầm hưa te miếng trá giọng nó thẻ thé cái đầu lắc lư nghe như đang hát bài tròi miên nam trung bộ khánh thấy lạ hỏi thằng dạn liên lạc thằng bé nó nói gì đấy mày phiên dịch tao nghe nó nói đau gì mà đau hai tay cầm hai miếng cháy chắc thằng nào xuống bếp ăn vụng cháy của nó đây mà mẹ cái thằng bé có hai miếng cháy mà nó rẽ lên như mất hai cục vàng đã bé người như con nhái mà cũng dám nói khái cơ đấy. Không còn coi ai ra gì. Khánh Sách nằm đâu được hai tuần thì anh hợi chính trị viên đại đội xuống lán hỏi thăm. Anh người Vĩnh Bảo Hải Phòng tính tình hiền lành, ăn nói điềm đạm nên được các lính trong xê kính nể. Anh thuyết phục Khánh nên thưa anh em trong đơn vị họ đi truy quét liên miên về không kịp nghỉ đã phải đi chốt đường tuần phục rồi đi gùi gạo tài thương chôn tử sĩ đào hào củng cố trận địa nếu còn yếu thì chịu khó đảm nhiệm một vọng gác cho anh em khánh nghe lọt tai ngày hôm sau sung phong ra đổi con cá để chốt đường đổi con cá là tên gọi theo hình thể trên bản đồ một quả đồi thấp có bình độ giống hệt một con cá đang ưỡn mình khi bị mắc câu phần đầu nằm sát c 5 và c 7 còn phần đuôi là ngã ba cam ba rạ cam tuất độ dài khoảng ba cây số phần lớn là rừng khộp nơi đây rất nhiều chiến sĩ đã hy sinh đầu tiên là thằng phúc c 7 sau đó là ăn bột phán trinh sát nhiều lắm không thể nhớ hết được hôm đó tiểu đội của khánh chia làm hai mũi một mũi đi trên trục đường kiểm tra dấu hiệu mìn chôn dưới lòng đường mũi thứ hai đi trong rừng đề phòng địch ngồi phục kích bên vệ đường mũi đi trên đường bị chậm lại do phải quay về lấy thêm bi đồng nước mũi đi trong rừng khánh sách kéo đi trước hy vọng đi hết phần mình đảm nhiệm còn lót ổ để nghỉ ngơi vừa đi đến đỉnh đồi nhìn thấy mấy bóng áo xanh chồng mông ngó mặt ra đường vì là trinh sát nên biết rõ không phải là lính của đơn vị mình cũng ngay lúc đó tên địch quay mặt lại phát hiện ra lính mình liền nâng súng bắn tới tấp vào đội hình Khánh rút chốt M72 bóp cò. Tiếng nổ chát chúa, thằng địch nằm im bặt. Khánh vừa bắn AK, vừa thúc thằng Tường tiểu đội phó, cóc M79. Nhưng tay nó run, không thể bắn nổi viên đạn. Bỗng trên mặt đường, một tiếng nổ kinh hoàng. Tiếng nổ này ngồi trong tiểu đoàn bộ vẫn còn thấy rung đất. Đó là do thằng địch giật mình khi nghe thấy tiếng súng bất ngờ nên vội bóc công tắc rồi bỏ chạy. Lúc đó tốp lính C5 hướng trục đường cũng vận động tới ứng cứu kịp thời. Tường béo cũng đã hoàn hồn, lắp đạn M79, bắn như điên về phía sau lưng địch. Lúc này địch nổ súng yếu ớt rồi rút lui dần về phía bên kia biên giới. Để lại một tên địch nát bét do dính đạn M72 của Khánh. Lính C5 làm chủ trận địa, kiểm tra hai bên đường, gỡ thêm một quả mìn chống tăng, 24 quả mìn KP2, đếm được 25 ổ lót lá mới nguyên chứng tỏ chúng tổ chức phục kích lần này khá đông hai quả mìn chống tăng đón hai đầu hòng đánh bật ta vào bãi mìn nếu thành công ta bị thương vong khá nặng hai tiếng sau đoàn tải lương của vận tải sư đoàn cũng tới một đội quân khá đông gùi lương thực lên an long vang đi qua cái hố mìn tăng vẫn còn khét mùi thuốc súng vừa nhìn vừa lắc đầu lẻ lưỡi cũng từ trận này khánh gắn bó hơn với anh em trong đơn vị cũng từ đấy không thấy nó ốm đau gì nữa Lính kháo nhau Có con hổ chết trong dạng mã tiền Vùng tôi đóng quân Có rất nhiều cây mã tiền Những dạng mã tiền thấp loa xòa Đan kín thành những vòm mái dâm mát Dưới gốc mã tiền Hầu như không có cây mọc Tạo thành những khoảng trống Quang đãng đẹp như thơ Nhìn những chùm quả tròn Vang rộ như quả quất Lùng liều ở trên cành Ai không biết nhìn cũng thèm rõ rãi Mấy thằng tân binh thấy vậy tò mò hỏi Quả gì kia anh ơi? Không biết có ăn được không nhỉ? Học toác nhanh miệng trả lời Quả mã tiền Chúng mày muốn tự tử thì ăn Tụi mày có biết chí phèo đánh bà chó bằng gì không? Lính mới còn ngơ ngác lắc đầu Thì học toác tiếp Chỉ cần hai hạt mã tiền bằng cái khuy áo Dã nhỏ trộn với thức ăn Cũng đủ cho ba con chó lăn quay ra rồi đám lính mới tròn xoe đôi mắt. Ui giời, độc dữ vậy trời. Lính cũ luôn nhắc nhở lính mới, không bao giờ được dây dưa với loại thuốc độc bảng A này. Chỉ dùng để ngâm rượu xoa bóp, phòng khi bị bầm dập nặng thôi. Ở ngã ba Cam Tuất, Cam Ba Rạ, có một dặng mã tiền lớn. Lính đi gùi gạo thường nghỉ giải lao tại đây. Vì đây là đoạn đường tiếp giáp giữa hai ổ chốt của C5 và C7, nên khá an toàn. C5 trên trồi con cá tràn xuống C7, trên trục đường về Cam Tuất, đánh vòng lên, địch chạy đằng trời. Lính ung dung chui vào bụi mã tiền nghỉ ngơi. Dốc bị đông nước cho êm cuống họng, rồi quấn một điếu thuốc dê, phả hơi lên vòm lá. Vừa hát nhạc vàng, vừa nhặt những hạt mã tiền óng ánh như nhung cho đẩy góc ba lô để gửi về nước làm quà ngâm rượu thuốc xoa bóp cho cha mẹ khi trái gió trở trời rồi chiến sự ngày càng ác liệt, địch gài mìn thành từng bãi, tiếng mìn nổ y hùng suốt đêm, có con thú đi qua cũng nổ, cành cây gãy cũng nổ, địch mò vào cũng bị vướng mìn, lính ta hy sinh nhiều quá, nên khi gùi gạo, không ai dám ngồi nghỉ giải lao nữa. Một hôm đi trên đường gùi gạo, một lính đau bụng quá, chui vào bụi cây mã tiền, tháo quần, giải quyết. Vừa vạch lá, chui vào, đã vội chạy ra, kêu rú lên như gặp quỷ. Mặt hắn trắng bệch, cắt không ra hột máu. Trời ơi, có con hổ to lắm, nó đang rình mồi. Tất cả không ai bảo ai, chạy bán sống bán chết lên đồi con cá. Chỉ còn lại vài anh lính cựu, nằm lại dương súng cố thủ. Chờ mãi không thấy động tĩnh gì, mới nhòm dậy, chửi té tát. Cái thằng mắt lé, mắt nổ, nhìn ga hóa quốc. Nhưng hắn vẫn khăng khăng, đó là con hổ. Em thề Nó nằm phủ phục dưới gốc cây mã tiền Em nói sai em chết Lấy cái chết ra mà thề Thì ở đây cái chết nó đầy Thể thốt mà làm gì Tôi bỏ qua Mấy hôm sau chỗ đó thấy đầy tiếng quạ kêu Rồi mùi tử khí dần dần phát tán Lính giải đường Vạch lá đi tìm Thì thấy một con hổ lớn đã bốc mùi Hóa ra chuyện gặp hổ là có thật Nhưng là con hổ chết cả tiểu đoàn kháo nhau. Có con hổ chết do vướng mìn ở ngã ba con pa rạ. Nhưng không ai dám vào vì sợ mùi hôi của hổ, mùi xác chết của nó bốc lên thật khó chịu. Biết đâu vẫn còn mìn gài xung quanh. Nhưng rồi một hôm, ba lính bộ binh bàn nhau chui vào lấy nanh vuốt của con hổ. Nghe nói nanh vuốt hổ đeo vào người kỵ gió và còn tránh được cả những hòn tên mũi đạn. Mà trong chiến tranh chuyện sống chết luôn luôn xảy ra. Biết đâu mình có cái bùa hộ mệnh, có thể giữ được mạng sống để trở về quê hương. Nghĩ sao làm vậy? Cả ba chui vào, lôi xác con hổ. Chưa kịp tháo một cái vuốt, thì một tiếng nổ khô khốc. Hai người lính chết sấp mặt vào xác con hổ đang bị phân hủy. Một người bị thương nặng, nằm rên la. Máu vẫn còn tưới linh láng trên mấy quả mã tiền đã bị dập nát chuyện lấy nanh hổ được xấu kín chỉ có lính trong b biết với nhau và những người lính ấy vẫn là những chiến sĩ đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế chúng tôi thường xuyên phải qua đây nhìn vào dạng mã tiền có con hổ chết lòng quặn đau nghĩ đến cái chết lãng xẹt của đồng đội tuổi trẻ bồng bột phải trải qua một cái giá đắt cũng là điều may mắn không để cho ban chỉ huy biết câu chuyện này đại đội 7 thiếu người trầm trọng vì bị dính mìn. Mới đây lại thêm một vụ phục kích kinh hoàng của địch bằng mìn định hướng Claymore đánh vào trung đội của anh Trần Thanh Biện. Khi đi khiêng tử sĩ về Cam Tuất, làm thêm 8 người bị hy sinh và bị thương gần hết, chỉ còn sống sót vài ba người. Khi đi qua C7, nhìn những căn nhà hoang không một bóng người, cỏ mọc bên hiên nhà, mạm nhện bám đầy, mùi mốc tỏa ra, cảm thấy trong lòng đau thắt là lính trinh sát của tiểu đoàn như tôi cũng phải bổ sung xuống hỗ trợ chốt đường cho bộ binh đại đội 7. Con đường về Cam Tuất dài 14 cây số, chạy song song với dãy Đăng Rách, cách biên giới Thái khoảng 7 km là con đường huyết mạch để nhận tiếp tế lương thực, thực phẩm và vận chuyển thương binh tử sĩ về tuyến sau. Con đường này cũng là phòng tuyến cắt ngang với hướng đi của địch từ nội địa lên biên giới rồi hợp quân tại cứ điểm 547. Bởi vậy, luôn luôn xảy ra các cuộc đụng độ gay gắt. Quân số của ta không nhiều, phải gian mỏng. Hai người đảm nhiệm 100 mét đường, thậm chí là 200 mét. Phát hiện địch thì nổ súng, nhưng không đủ sức truy đuổi. Hôm nay tôi cùng Dũng 41 chốt đường. Dũng là thằng đồng hương, nhập ngũ cùng ngày, nhanh nhẹn hoạt bát. Cái tên Dũng 41 là do hồi huấn luyện nó được cấp một khẩu B-41 mới tinh, hiện đại nhất đại đội, huấn luyện, nên chúng tôi lấy tên này đặt làm tên húy cho Dũng. Chẳng hiểu sao, khi về đơn vị chiến đấu của D-8, nó vẫn được cấp B-41, thành ra cái thương hiệu Dũng B-41 ngày càng được khẳng định rõ ràng hơn. Chúng tôi lót ổ chốt bên ụ mối lớn nằm ở ven đường, ngay chỗ hiện trường phục kích bằng mìn Claymore của địch, làm 8 đồng đội hy sinh cách đây vài ngày. Mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Từng đàn qua a xa xuống kêu inh ỏi. Chúng đậu sát cạnh chúng tôi, nghiêng ngó, sòi mói. Tôi ném đất, xua đuổi. Nhưng chúng cũng không sợ. Lại càng kêu to hơn. Hình như nó coi chúng tôi giống như những xác chết. Mà chúng đã từng được thưởng thức. Nó tự khẳng định rằng chính chúng mới đúng là chủ nhân của cánh rừng này. Tôi nói với Dũng hay là các ông vẫn còn bỏ sót một vài bộ phận thân thể mà không chịu tìm hết? Dũng nói, cũng có thể vì lúc đó cả khu vực này như đống thịt bầy nhầy, kéo một vệt dài 15 đến 20 mét. Đồng hương ra nhìn lớp cỏ thì biết, nhìn nó xén như ai dùng liềm để cắt, phẳng phiu giạt về một phía. Có cái chân nằm vắt trên chạc ba cây khộp, phải treo lên lấy xuống đấy. Vậy người đi đầu còn đâu thân xác không đúng ông biện đứng trước quả mìn chỉ bị mất đôi chân nó phạt theo hình tròn người thứ hai thì đến bụng người thứ ba đến cổ người sau cùng thì thủng lỗ chỗ đáng ra ông biện thoát chết vì ông đang đi đầu đội hình tự dưng ông lại dừng lại đi đái đái đúng quả mìn thằng địch chắc sợ lộ nên bấm luôn tội nghiệp ông ấy hiền lành nhất đơn vị vậy là ông biện vẫn có thể cứu được vì miền Mỹ đâu có độc. Đồng hương nhầm đấy. Ông ấy chết tại chỗ, không kịp chối chăng. Tôi tháo ngay cái đồng hồ của ông vì đồng hồ vẫn còn mới. Mượn về cho tiểu đội căn giờ gác. Thôi đừng hiểu nhầm nhá. Thế hỏng nên thử cậy ra xem. Ai ngờ các bánh răng, dây cót long hết thành một mớ hỗn độn. Mặt kính cũng bị dạn nứt. Đấy, sức ép của mìn Claymore khủng khiếp như vậy có lẽ ông ấy chết là do sức ép của quả mìn tôi nhớ lại cái đêm trăng sáng vằng vặc một mình tôi gác tám ca tử các anh gói gọn trong túi ni lông túi to túi nhỏ khác nhau không ra hình thù lại đặt nơi bìa rừng ngoài doanh trại ngoài kia là bãi trống rộng mênh mông quay mặt canh tử sĩ thì sợ địch từ đằng sau lưng bắn tỉa quay ra hướng bãi trống để quan sát địch thì có cảm giác anh em đang trêu đùa mình ở sau lưng, ghê quá, thấy ớn lạnh, tôi chui vào giữa, ngồi cạnh các anh ấy, thấy yên tâm hơn. Bây giờ ngồi đây cùng Dũng 41, cũng là nơi tàn tích của một trận phục kích, nhìn đàn quạ nhặt những phần xác thịt tà tơi mà không cách nào gom hết. Cầu mong các anh thấm vào đất, vào cỏ cây, cho cỏ cây nơi đây biến thành linh hồn phù hộ cho chúng tôi để thoát khỏi hòn tên mũi đạn quân thủ đang vật vơ suy nghĩ bỗng phía ổ chốt của thằng hạnh a trưởng người phú khánh rộ lên tiếng súng tôi và dũng vận động tới hỗ trợ tiếng súng đã ngớt gặp thằng hạnh và một tân binh mồ hôi nhễ nhại hạnh vừa đi vừa thở hổn hển vừa kể với tôi nó có khoảng chục thằng vượt qua chỗ này này tôi đứng ở xa không kịp tiếp cận nó phát hiện ra nổ súng trước rồi rồi chạy hết về biên giới Mẹ nó Giá như có thêm vài lính cho mình nữa Thì bọn này ra ma luôn Hồi cuối năm 1979 Lính C5-G8 Lập doanh trại trên Campara Cách xa tiểu đoàn 12 km Tiểu đội của toàn béo Làm hầm thùng rất kiên cố Kè tường toàn bằng những gốc cây cổ thụ Nóc mái kèn gỗ chống đạn pháo Rất an toàn Nói chung vô hiệu hóa tất cả các cuộc tập kích của địch. Chỉ còn hai bên đầu hồi chưa làm kịp. Hôm đó, cả tiểu đội đang nghỉ trưa sau khi đào dở một khúc giao thông hào. Ninh Tân Triều đặt lưng ngủ ngay tức khắc. Nó ngáy vang như sấm, mặc kệ ông Hảo ba vành, gân cổ cò lên hát cải lương. Mà dân Bắc Kỳ hát cải lương thì khó nghe vô cùng. Căn đại áng, loay hoay, bôi cồn y ốt vào mấy khoanh hắc lào trong vùng kín cứ mỗi lần quệt vào hắn lại nhảy đứng lên rên ứ hự trong cổ cái giống hắc lào cũng thật là hiểm đầu tiên chỉ bằng hạt đỗ lấy tay vê thấy khoái khoái sau đó nó lan khắp bọng rồi leo lên như địa y trên thân cây nhìn mà phát khiếp ngứa đến phát cuồng toàn béo cùng một lính mới đang lúi húi sao thuốc dê bên đầu hồi nhà thứ lá thuốc vẫn còn xanh non vừa vặt được trên dãy của người dân trong lúc đi tuần. Loại này phải nhỏ lửa đều tay, quá lửa thì cháy hút mất ngon. Đột nhiên phía hàng rào B40 âm âm nổ súng. Tiếng B40 M79 vang trời. Một quả đạn hỏa lực chui qua đầu hồi bên này rồi cắm sượt vào một cái đầu hồi bên kia phát nổ. Mảnh đạn găm rào rào vào trong hầm. Ninh ôm bụng, móng me tràn qua tay Hảo Ba Vành vơ súng chạy nhồng ra ra thông hào, Cổ bê bết máu. Còn thằng Căn, hai tay ôm của quý, lăn lộn kêu la. Toàn béo và chú lính mới giật may. Ngồi ở cuối hầm nên không đủ tầm sát thương. Chỉ tiếc mẹ thuốc dê đã cháy thành than. Khi ngớt tiếng súng, đại đội trưởng Hà Huy Lan gọi y tá băng bó. Rồi khiêng vội về tiểu đoàn bộ. Hảo Ba Vành băng gạc quấn tròn từ đầu xuống cổ như đội mũ phi công lom khom chống gậy theo sau thằng căn nằm trong võng vẫn tỉnh táo nhưng miệng mếu máo chỉ vào phần phụ đã được đóng bỉm bằng gạc y tế đồng hương ơi tao bị thương vào đây liệu có con không tôi an ủi nó đừng lo quá đồng hương ạ à. con gà thiến sót chỉ còn nửa hạt mà vẫn đạp mái vù vù yên tâm mà điều trị nhá vài tháng sau Ninh được đưa về nước điều trị. Từ đó không gặp lại lần nào nữa. Hảo Bao Vành đi học y tá, rồi ở lại trạm phẫu sư đoàn 307. Căn thì trở về C5, ôm súng RBD tiếp tục chiến đấu. Bệnh hắc lào hoàn toàn biến mất. Thỉnh thoảng đi phối thuộc cùng C5. Tôi hay hỏi Căn về cái cần tăng dân số. Có còn động đậy gì không? Căn hồn nhiên. Ơn trời! Lúc nghĩ đến vẫn thấy cứng. Thỉnh thoảng mảnh nó cọ vào đau nhói. Liệu có con không đồng hương nhỉ? Tôi ậm ừ cho nó yên tâm. Cái này thì không biết, nhưng còn cứng là còn hy vọng. Hôm vừa rồi họp cựu chiến binh, ngồi cạnh lính lác C5 kể lại trận tập kích trên phum Cam thằng cãi là bị B40, thằng nói đạn M79. Thấy căn ngồi bên cạnh thằng con rể mồm to nhất. Tôi khẳng định là M79 nha vẫn còn mấy mảnh trong này đây. Các ông không tin à? Tôi không tham gia tranh luận. Quay lại hỏi thăm về chuyện gia đình. Hiện giờ đồng hương có mấy cháu rồi? Bao nhiêu cháu nội, bao nhiêu cháu ngoại? Căn dạng dỡ, nét mặt tự hào khoe. Ơn trời, hiện nay tôi có bốn cháu nội và hai cháu ngoại. Thế bây giờ cái ấy vẫn hoạt động chưa? Ui dào, vẫn tốt như thanh niên ông ạ. An à Long Ven có rất nhiều bãi mìn, có bãi ta cài bãi địch cài có những bãi cả ta và địch cùng cài đó là những bãi cắt ngang những con đường huyết mạch nơi ta và địch đều cùng phải đi qua có nhiều lần chúng tôi cùng những người dân khơ me muốn chuyển kho lúa về một phun khác phải dùng xe bò chở qua đồi con cá song những người dân khơ me kiên quyết không đi đường này họ biết ở đó có bãi mìn rằng như thiên la địa võng không một ai dám đi qua dù đang đói, nhưng họ cũng không dám mạo hiểm tính mạng. Một lần, sau khi đi trinh sát điểm cao 547, một vị trí hiểm yếu nằm trên Black Vier, Tuấn Chim Cu cùng Bình Bách Khoa và Vinh Gạo trở về. Ba người đều là lính trinh sát. Chim Cu là trinh sát tiểu đoàn, hai người kia ở trung đoàn đi phối thuộc. Họ cắt rừng thế nào, về đúng chỗ đổi con cá. Quả đồi này nằm cách d tám không xa Quả đồi này trên bản đồ rất giống hình một con cá mắc câu. Lúc ấy tầm đã quá trưa, muốn cắt đường khác cũng không còn thời gian, mà có thể hướng nào cũng có mìn. Bởi từ khi dê tám đứng chân ở đây, ngày nào bọn địch cũng gài mìn xung quanh. Chúng tôi đi phía nào cũng vướng mìn. Nhìn bãi mìn mà ngao ngán, không có sơ đồ, những cái chết trải dài im lìm trong đất, những cái chết đang chờ đợi bùng lên bất cứ lúc nào. Chả nhẽ cả tháng dọc ngang rừng núi không sao, về gần đến nhà lại tan xác ở trước cổng. Nhưng làm thế nào để vào được nhà? Bình Bách Khoa, vốn người nhỏ bé, gầy nhom, nhưng được cái nhanh nhẹn. Tôi đi chiến đấu cùng Bình nhiều lần, mùa nắng cũng như mùa mưa, thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nó thoàn thoát phía trước mà không tài nào theo kịp. Có lần quần áo ba lô của bình sũng nước. Chẳng có gì thay, cứ mặc kệ, nó đi cả ngày. Bỗng gặp bãi chàng đầy nắng, quần áo ba lô bốc hơi nghỉ ngút. Tôi đi sau, nhìn hình dáng chuyển động trong làn hơi. Tôi chạy lên đi cùng bình. Ông Phú Dâu cười nói. Trình sát với thông tin như anh em sinh đôi. Đêm ấy khi dừng chân, tôi viết lại cảm xúc của mình vào mảnh giấy đưa cho Bình. Vía Bình rất nhẹ bọn tôi thường ngồi hút thuốc chuyện trò nhìn lại những đợt hành quân những trận đánh từng người rút ra những kết luận ai cũng phải công nhận đi với bình nhàn hạ ít khi gặp địch chứ đi với nhiều người khác như tú nghêu vinh gạo hay chim cu gặp địch là chuyện hàng ngày vì vậy bình nói để tao cắt qua bãi mìn bọn mày cứ bám theo dấu chân nhưng chưa ai đồng ý còn vinh gạo dáng cao kiều, chân tay long khòng. Đi đâu đụng địch đấy? Nó cũng bị thương một hai lần, nhưng toàn thương nhẹ. Vinh Gạo bảo, tay tao dài hơn tay bọn mày, gỡ mìn tốt hơn, để tao đi trước. Tuấn Chim Cu bảo, quan trọng là mắt với chân, chứ thấy mìn thì ai chẳng gỡ được. Vinh Gạo lại nói, chính bãi mìn này tao cài, chắc tao còn nhớ. Chim Cu bẻ lại, chính bọn tao cũng cài nhớ làm sao được xong phình gạo cứ đòi đi đầu nó muốn về đơn vị thật nhanh người đang khó chịu hai tuần không tắm hôi như heo rừng đêm ngủ chính nó cũng không chịu được mồi hôi của chính mình lại đang đói nữa về đơn vị nhanh còn kiếm cái gì để khập nhưng jim cu cũng có sĩ diện chả nhẽ về ngay đến đơn vị của mình rồi mà lại để hai thằng phối thuộc dẫn vào còn ra cái thể thống gì nữa bọn nó mang tiếng là trinh sát trung đoàn nhưng chỉ cao hơn về phiên hiệu chứ còn kinh nghiệm trận mạc và số lần đụng địch thì còn thua xa trinh sát tiểu đoàn nghĩ vậy chim cu quyết định bước lên trước dẫn hai đồng đội vượt qua bãi mìn bình và vinh thấy chim cu có lý đành chịu chim cu đi trước đưa tay sờ từng chỗ khả nghi rồi mới đặt chân vào bãi mìn quá rộng bao ngày tháng trôi qua mưa xuống nắng suối lá rừng phủ đầy, cành cây rơi xuống, lớp trước cỏ chết, lớp sau mọc. Tất cả những cái đó như kẻ tòng phạm của thần chết đang ẩn náu dưới lòng đất. Mà bãi mìn thì mỗi người cài một kiểu, chẳng ai có sơ đồ. Cứ mang mìn ra, cài hết rồi đi về. Bọn địch thì cũng vậy. Đoán chỗ nào có khả năng ta đi qua, chúng đều răng mìn. Mà mìn của địch thì nhiều hơn mình của ta gấp mấy chục lần. Nguy hiểm trùng trùng lớp lớp. Trước cái chết cận kề, ngay bên dưới chân mình, chỉ cách mình có một lớp đế dày. Cần thận trọng hết sức, bao nhiêu giác quan được căng ra, bao nhiêu tinh lực của đôi mắt dồn vào một điểm. Những bước chân không được run, không được suy xuyển. Đặt bàn chân xuống, lúc đầu thật nhẹ, thấy không có gì khả nghi mới dám dẫm mạnh. Nếu cảm giác nghi ngờ phải ngồi xuống ngay, đưa tay xuống gầm giày, xem có ngồi nổ không. Nếu có thì chịt ngay lại, không cho nó bật lên. Mà nó bật lên, mình chỉ có nước đi đợi. Hai đứa đi sau, mỗi đứa cách nhau 5 mét, để phòng chết chùm. Đứa sau có bị thương cũng không sao. Đi gần thì chết cả lũ. Mà bị thương ở đây cũng không ai ra cứu. Tiểu đoàn có biết trinh sát về đâu, mà có biết cũng chẳng hiểu về đường nào lơ mơ gặp bọn địch qua đây thì mình lại chết thêm lần nữa kỷ luật không bao giờ thừa thận trọng từng bước hơn một giờ sau chim cu cũng dẫn được đồng đội vượt qua bãi mìn ba thằng nằm thằng cẳng trên bãi cỏ ngửa mặt nhìn trời bầu trời xanh mênh mang băng phẳng ngút mắt như cánh đồng trên đó thật bình yên nơi này cũng bình yên thôi ngồi dậy đi tiếp À mà sao quần vinh gạo lại ướt thế kia? Mày vãi đái à? Đấy phải, tao bị mồ hôi ra nhiều quá. Mới lại quần đùi rách te tua. Tao vứt mẹ đi rồi. Chim cu nói. Về đơn vị, tao kiếm cho mày một cái quần đùi khác. Còn ngon không? Vinh gạo hỏi. Tao biết, mày sợ lấy hắc lào chứ gì. Đảm bảo còn ngon, còn zin luôn. Có anh chàng xanh điếc người Đà Nẵng. Tuy điếc nhưng được cái nhanh như sóc nên anh em đỡ bị vướng. Đáng ra xanh cũng lành lặn như ba anh em khác trong đơn vị. Xanh bị điếc trong trường hợp giữ chốt ở ngoài biên giới khu vực Đức Lập. Địch tập trung hai sư đoàn thiện chiến đánh vào trung đoàn tôi. Đứng dưới thông hào mà nhìn địch chán lên như kiến cỏ, xanh cầm khẩu B40 bắn tới tấp để cản bước tiến của địch, bắn nhiều lắm. Đến khi ngớt tiếng súng thì lỗ tai dỉ máu, từ đó xanh trở nên ngãnh ngãng, nên đại đội cho về làm anh nuôi. Khi lên An Long Vang đợt 1, lúc đó đơn vị tập trung đánh địch phản công, bỏ lại phía sau vì ai cũng nghĩ bọn địch tấn công ở phía cánh đồng nên dồn hết ra đó, mặc anh nuôi nấu cơm ở phía sau. Nhưng không ngờ, bọn địch còn một mũi đánh vào giữa An Long Vang, nghĩa là ở phía sau đơn vị lúc này có mỗi xanh điếc ở đó đang lúi húi thổi lửa địch sâu đạn như mưa vẫn cứ chổng mông lên cất củi nhóm lò một vài viên đạn bắn vào cái chậu nhôm chậu vỡ tan nước tràn ra ngoài văng xa vài mét xanh điếc lầm bầm chửi Đụ má thằng nào đùa ác vậy bố cho nhịn bây giờ tưởng ai đùa cúi xuống thấy đạn chiều chiếu ở quanh chân xanh bắt đầu hoảng hốt nhìn quanh lại thấy loạt đạn găm vào đống song chảo vứt giá gạo đấy xanh ngó lên thấy mấy thằng lính pot đang đứng ngay hàng rào xả đạn về phía mình là lính cựu nên xanh điếc bình tĩnh vớ khẩu ak bắn lại liền hai bên bắn nhau dữ dội ak hết đạn xanh điếc vớ luôn b 40 buông mấy trái bọn địch thấy hỏa lực phản lại vội bỏ chạy nghe tiếng nổ phía sau anh em vội kéo về chi viện thấy xanh điếc đang nấp sau bức tường độ xung quanh nồi niêu song chảo vỡ tan tành lúc này xanh điếc mới phân bua tôi thấy mấy thằng áo đen đứng bên kia nó bắn tan cái chậu tức quá tôi bắn lại may giá gạo vẫn còn anh em cười vui cũng may xanh điếc không nghe bọn địch nổ súng nên bình tĩnh đánh lại cứ như người khác chắc không dám anh nuôi biết sử dụng các loại vũ khí đâu phải xoàng được đồng đội biểu dương Sành điếc hãnh diện lắm, càng nấu cơm ngon hơn. Lại có anh chàng phê, người Phú Khánh. Anh này có gương mặt nhăn nheo, tuổi con trẻ mà nhìn như ông cụ 60, mặt tuẹt, đã thế còn không biết chữ. Trên mũ anh viết chữ phe, không giấu, lính trắng buồn cười. Anh ta mặc kệ, nhưng anh chàng này còn mắc cái tật ngãnh ngãng. Một hôm giữa trưa, trời nắng ong ong chúng tôi vẫn hành quân ở vùng rừng biên giới miên thái lan cách xa việt nam hàng nghìn km trinh sát đi đầu phát hiện con đường chạy từ bắc xuống nam anh em cứ truyền người trước nối người sau như thế nhưng đến phê anh chàng này lại truyền phát hiện con đường chạy về việt nam lệnh truyền đến tiểu đoàn trưởng nguyễn đình phú ông ngạc nhiên căn cứ vào đâu mà xác định có con đường chạy về việt nam cáu tiết Ông ra lệnh dừng đội hình Đích thân ông đi lên Gặp chính trị viên C6 Nguyễn Xuân Trường Đồng hương Nghệ An Này Trường Mày làm thế nào mà thấy con đường về Việt Nam Dạ em đâu có nói vậy Có con đường chạy từ Bắc xuống Nam thôi Kiểm tra xem thằng nào truyền bậy Ông Phú Dâu ra lệnh Cũng chẳng khó để anh Trường tìm ra thằng phê Nhưng ông Phú Dâu không phê bình phê Mà phê bình anh Trường Việt biệt danh mà ông âu yếm đặt cho mày nhớ vợ nhớ nhà mới truyền kiểu đó chứ gì ông phú trách anh trưởng nhẹ nhàng mà sâu cay anh trưởng bực lắm túm cổ áo thằng phê mắng nó tai lòi tai nổ may mà chưa ăn tát thằng phê điên lắm nhưng giọng sứ nẫu rất khó cãi đành im lặng chịu trận trong số anh em nhiều người cảm thấy lệnh truyền của thằng phê tuy sai nhưng đó chính là tiếng nói là ước vọng của tất cả anh em đã bao năm rồi lính tráng nhớ quê hương nhớ đất nước ai chả mong chờ ngày về việt nam kể cả ông phú cũng như anh trường vì nhiệm vụ họ phải có mặt ở nơi này nhưng tâm hồn họ vẫn còn nguyên vẹn ở việt nam tiếng truyền tuy sai của thằng phê nhưng là tiếng vọng sâu thẳm trong mỗi người lính chúng tôi hết phần 11